Hi các bạn, mình là Loan Hansi. Chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Giờ và hôm nay Hansi có order 2 phần ăn. Điều bất ngờ ở đây đó chính là 2 phần ăn này chỉ có giá là 32k. Và mình cũng khá là bất ngờ với cái giá này luôn. Phần đầu tiên này đó chính là món nui xương giúp và còn có thêm cả cái bịch canh nữa nè. Giờ và đương nhiên là nó phải có rồi. Không có thì làm sao mà ăn. Phần thứ hai này mình khá là thích, bởi vì cũng đã lâu lắm rồi mình mới ăn. Và lần trước mình đã làm video về món này. Giờ nhưng mà nó là món chay á, và mình cảm thấy là nó không có hợp với mình. Nó không có ngon một chút nào luôn. Quán có cho mình một cái bịch nước chấm, và mình thấy là cái bịch này cũng khá là to, vì nước chấm này rất loãng luôn. Ok, bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng khám phá hai phần ăn này chung với mình. À, ở trong bịch này có cái rau sống, rau thơm và cả ớt nữa. Tương ớt và tương đen thì được để chung như thế này. Trời, quá trời thịt luôn. Và có cả hai quả trứng cút nữa. Giờ phần này giá gốc là 40k. Có tất cả là hai quả trứng cút, 4 miếng thịt lát và 2 miếng xương. Còn cái bịch canh này thì nước khá là trong và cũng khá nhiều hành ngò luôn. Giờ và ngoài ra còn có một chút xíu xíu thịt. Còn cái bịch ớt này là của cái nước mắm này. Có vẻ như quán khá chu đáo. Giờ và để cả ớt riêng cho mình nữa nè. Bây giờ thì Hansi sẽ mở cái hộp thứ hai. Cũng không chắc là có như mình mong đợi không nữa. Quá xá là ok. Quá xá là đã luôn á. Phần này giá gốc là 22k. Giờ mà với cái giá gốc đó thì Hansi nghĩ là nó cũng khá là nhiều. Ok, mình sẽ gỡ cái đôi đũa này để mà gấp nó lên. Mời các bạn cùng mình xem coi ở trong đây có những gì. Hai khúc chả giò nguyên vẹn và có rất nhiều chỗ người ta sẽ cắt ra. Và có cả hai miếng đậu hũ chiên nữa nè. Có cả một miếng chả lụa và hai miếng chả nướng luôn. Chả nướng này thì nó có một lớp màu vàng ở bên ngoài, còn miếng chả lụa thì không có. Giờ nói chung là cái phần này nó quá khá là chất lượng và được rất là nhiều rau nữa. Nếu không nhầm thì mình nghĩ đây là cải bó xôi. Và ok, mình nghĩ là nên lấy một cái tô. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì cái hộp này nó quá nhỏ nên nếu mình trộn thì nó bị rớt ra ngoài. Nên mình nghĩ là mình nên bỏ xuống cái tô này cho thoải mái hơn. Giờ trời đất ơi, quá nhiều ơi là nhiều. Và mình nghĩ là phần này sẽ dành cho hai người ăn. Món bún xào này có giá là 22k. Mình thấy quá xá là rẻ luôn. Mấy cái món như vậy á thì mình thấy bán ở những gánh rong quá trời luôn. Giờ và những gánh rong đó mình mua với giá là 12-25k gì đó, mình cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mà mình nghĩ là cách đây mua thì tới bây giờ chắc cũng 2-3 năm gì luôn á. Mình sẽ cho một chút xíu xíu ít ớt xuống nữa cho nó có thêm một cái vị cay cay thì nó sẽ ngon hơn một chút xíu xíu. Bây giờ thì tới cái bịch nước chấm này. Và mình nghĩ là mình nên bỏ hết vô luôn ha. Bởi vì cái nước chấm này mình nghĩ là nó rất là nhạt luôn. Nhìn cái màu thôi là mình cũng đoán được rồi nè. Mà cái món bún xào này ăn nước chấm đậm đặc thì nó sẽ không có ngon. Giúp, bây giờ cũng đã xong rồi. Mình sẽ dùng đôi đũa này để mình đảo đều cái phần ăn này lên. Giống như kiểu là chan nước canh vậy. Vì mình thấy cái nước chấm này nó ở dưới rất là nhiều. Ok, để mình nghiêng sang cho các bạn cùng xem. Có lẽ là các bạn sẽ thấy rõ ha. Nhưng mình vẫn không bị sợ. Cái sợi bún này nó khá nhỏ và dai luôn. Mà cái sợi nó dài dằng dẳng luôn á. Cái lúc mà mình ăn á, mình cắn ra nó không có dễ xíu nào. Cứ chỗ nào mà người ta bán nhiều rau là mình thấy quá xá là thích luôn. Ở cái phần này còn có cả giá và cà rốt. Thì mình thấy là cà rốt được sắc sợi như thế này đây. Và còn có cả hành phi và đậu phộng nữa nên rất là thơm. Sau khi trộn đều lên thì mình sẽ ăn thử xem nha. Cái sợi bún này nó khá là nhỏ luôn. Nhưng mà chan nước mắm vô á, mà các bạn để lâu quá thì nó sẽ bị nở ra. Mình thấy có lẽ là nó cũng khá ổn. Và nó khá là ngon. Cái nước mắm thì nó không có mặn lắm đâu. Kiểu như là nó hơi nhạt nhạt á, nhưng mà nó rất là vừa vị. Cái bún này nó dai và dài như thế này, cho vô miệng luôn thì kiểu như là nó rất là khó đứt. Nhưng mà có cái kiểu là nó bị ngập mồm mình luôn. Mà cái lúc mình cắn ra, hoài mà nó không có đứt luôn nè. Quên nửa xém nữa thì Hansi quên ăn chung với đồ ăn. Mình sẽ cho cái đậu hũ này vô trong cái phần bún này luôn. Còn cái chả giò này thì nó rất là giòn và nó ngon nữa. Cái tóc này cứ bay vô mắt của mình. Ok, mình sẽ chừa lại hai cái miếng chả giò này. Giờ và nếu mà mình bỏ xuống chung với bún luôn á thì nó sẽ bị ngấm nước mắm và nó nát ra mất tiêu. Thì khi ăn mình sẽ không có cảm giác ngon nữa. Nó bị nát ra là mình cảm thấy là nó không có một cái gì đó. Mình đang nói cái gì vậy trời? Còn cái phần chả nướng thì có vẻ như là mình không thích lắm. Mình ăn thấy sao sao á. Ok, nói chung cái phần ăn này nó khá là ngon. Nhất nó. Cái phần này nó rất là nhiều luôn nên là mình sẽ ăn hơi lâu một chút xíu. Và mình sẽ uống thêm một ly Lipton này nữa. Giúp, hương đào nó rất thơm và rất là ngon. Mà mình có cảm giác là mình không kiềm chế được nữa luôn. Sao mình cứ uống hoài như thế này, nó khá là mát và quá đã. Vài tiếng sau.
Ok, và xíu nữa thì mình quên cái phần ăn này của mình. Bởi vì là cái món bún xào kia nó quá là nhiều. Do nên là mình không thể ăn tiếp cái phần này. Và cho đến bây giờ thì Hansi phải đun lại cho nóng. Cuối cùng thì đổ ra tô như thế này đây. Thịt ở đây rất là nhiều luôn á. Tô này giá gốc là 40k lận. Mà mình áp được mãi giảm giá. Nên là phần bún và phần nuôi này chỉ có là 32 hay 30k gì đó. Do nhưng mà phần ăn cũng rất là chất lượng. Kệ nóng quá nên là cái khói này nó làm mờ camera của mình. Tô này nhiều thịt quá đến độ mà muốn ngán luôn. Kiểu như là mình ăn toàn thịt không á. Yeah, nước canh quá rất là ngon. Cái vị nó vừa phải mà nó rất là ngon. Nhưng mà mình để cho đến bây giờ thì cái nuôi này nó hơi bị nát. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video ngày hôm nay. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.